Em xin phép vào việc luôn nha. Xin chào các bác. Đây là clip thứ 12 của em nhé. Clip thứ 12. Lâu lâu rồi em cũng không có hàng để ra video. Mã số 1 này em còn mấy cái đầu côn này nhé. Đầu này là lắp cho khoan bàn các bác nhé. Đầu này là lắp được từ mũi 3mm cho đến 16mm này. Chân côn là B18 nhé. Cái lỗ, cái chân côn đấy B18. Đầu này là của hãng DCA nhé. Mới chưa qua sử dụng. 120k một đầu. Bao cước phí vận chuyển. Có cả chìa băng danh luôn nhé. Em về rất nhiều, em bán gần hết. 120k bao cước phí vận chuyển. Đầu côn nhé, lắp được từ mũi 3mm cho đến 16mm. Chân côn là B18. Mã số 1 120k. Mã số 2 là em có một cái thùng này là súng đinh bê tông nhé. Đinh bê tông của Nhật nhé. Cái thùng này rất đẹp, rất chắc chắn này. Có khóa ở đây, đầy đủ khóa nhé. Của Hitachi nhé. Em thanh lý cho các bác luôn nhé. Bởi vì cái này súng này còn mới xác luôn này. Mới len ke. Đây đinh. Vẫn còn đinh ở trong. Đây. Nhưng mà em ghim hơi là bóp nó không được. Cái đầu này em không có rành. Cái đinh này thì nó bán rất là nhiều, ở trên Shopee bán rất nhiều nha các bác nhé. Các bác lấy kích thước bao nhiêu là có hết. Mới tinh. Nói chung cái đồ này trông nó hầm hố lắm, nó như kiểu một cỗ máy em mà không xà mó. Cỏ Hitachi của Nhật nha các bác nhé. Coi như em thanh lý xác luôn, 200k nhé. 200k cả hộp luôn. Cái hộp rất đẹp này. 200k. Hai trăm ca bao luôn cước phí vận chuyển. Chết rồi, 200 bao cước phí là cái hộp. Các bác nhìn cái hộp quá đẹp luôn, liền lạc không nứt không bể không vỡ nhé, khít khịt luôn. Quay sách thực tế đồng hoàng. Cái hộp này nó nhựa nó chắc chắn lắm, không phải là như cái tàu đâu. Của Nhật nha các bác nhé, Hitachi này. Các bác mua cái hộp là 200. Bán hộp còn tặng máy nhé. Lại còn bao cước phí nữa. Thanh lý cho các bác. Đầu hơi này em không dành chị. Mã số 3 này các bác nhanh tay này, em còn mấy cái nữa thôi. Chân máy cân bằng nhé, chân máy laser đó. Mã số 3 150k. Rút hết chân ra và quay hết cái này lên là nó được 1m6 này. Đó. Trơn tru hoàn hảo. Mới tinh chưa qua sử dụng nha các bác nhé. Đây là bụi này. Em để bụi nhé. Đó. Đây có cả thước thủy. Đây là thước thủy này. Các bác về chỉ vặn cái máy laser vào đây là ok. Máy nào cũng vừa nhé. 150.000 bao cước phí vận chuyển. V
ngoáy cái này cũng rất là cực các bác nhé. Mã số 4. Tất cả trong video này là em đã bao cước phí vận chuyển nhé. Cứ từ 100.000 trở lên là em bao cước phí. Con này là con khoan của Boss nhé. Con này con khoan bé nhé các bác nhé. Các bác lưu ý là khoan bé này, em các bác nhìn tay em cầm này, rất xinh. Rất xinh, xinh lung linh luôn. Liền lạc. Rất xinh và rất xịn. Có điều tốc, có đảo chiều. Đầu kẹp 10 ly. Đảo chiều đây nhé. Đó. Mã số 4 là 280k. Bao cước phí vận chuyển. Đầu còn đẹp tuyệt vời luôn. Mã số 5 là một con nhám rung này, cũng thanh lý cho các bác luôn. Thực ra nếu như con này nó không bẩn thì nó không có giá 250k đâu bác nhé. Của Makita này. Makita BO3710. Số 5 này em thanh lý 250k luôn nhé. 250k. Vì nó nhám rung này là chỉ dành cho thợ mộc nên là nó rất nhiều keo. Nhưng mà nó tương đối liền lạc. Chỉ bị dính keo thôi. Đúng ra là nó có một cái hãm như bên này này, các bạn nhìn nhá. Đấy, cái hãm này cái chân nó bằng nhôm này. Nhưng bên này nó sứt rồi. Đấy, nó sứt này. Em ba vặn con ốc vào đây thì nó lại rất là chắc chắn. Đấy. Em vặn con ốc inox vào đây rồi. Nó chỉ có tác dụng là để gài cái này thôi, gài cái khóa di giáp vào thôi. Rất là chắc chắn. Đấy là nói rõ luôn cho các bác xem và nghiên cứu. 250k. Mã số 6. Số 6 là một con máy mài. Thương hiệu đó là cái gì đấy em cũng không đọc được. Các bác đọc giúp em. Bác chụp màn hình và nghiên cứu. Nó bị gãy mất một cái then này. Đây, nó hở lỗ rồi đây. Nó gãy cái then này. Mất một cái then này. Nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đúng ra là nó liên lạc. Bên này nó gãy mất một then. Công tắc nguôi nha. Công tắc nguôi. Số 6 này 270k. Vì nó mất cái chỗ này nên là em cũng bán có 270k. Mã số 7. Máy này rất bình. Em đều phải giá thanh lý hết. Đây là toàn bộ dính keo ấy. Đây là em đã cạo rồi ấy. Em cạo sơ sơ rồi. Con này là 9556 các bác nhé. Ngoại trừ chỗ keo ra thì cũng còn tương đối liền lạc.
thanh lý cho các bác 450k, nhưng còn 9556 này không có giá 450.000 đâu. Bán nó cũng chỉ đắt hơn tiền cái rô tí thôi. Các bác mua một cái rô này để thay vào đây cái ruột này cũng phải 250 rồi. 9556HN. Dây zin của nó nhưng mà phích cắm thì không zin mà nó dính rất nhiều keo. Nó không chảy xước gì nhiều đâu nhưng mà nó dính keo các bác nhé. Đó, đây là nó dính keo, không hở hết chỗ nào đâu. Đó, phích cắm mới. Để nói rõ như thế cho các bác, em ấy là rất kỹ rồi đấy. 450k mã số 7. Mã số 8 cũng là một con máy rất bẩn. Con này là DCA các bác nhé, 280k. Liên lạc êm ái ngọt ngào hơi bẩn. Mã số 8 280k bao luôn cước phí vận chuyển. Mã số 9 là một con khoan bê tông ba chức năng. Ba chức năng này có đảo chiều các bác nhé. Thương hiệu này hơi lạ. Ba chức năng có đảo chiều, có điều tốc. Đây là nắp đục bê tông này. Điều tốc đây. Đảo chiều đây. Số 9 470k. Con này đảo chiều ở đây các bác nhé. Đó, đảo chiều ở đây. $470k bao cước phí vận chuyển. Con này thương hiệu nó rất lạ. Nhưng mà rất chắc chắn, con này rất chắc chắn. Số 10 cũng là một con khoan bê tông 3 chức năng. Dòng này không có đảo chiều các bác nhé. Có điều tốc, không có đảo chiều. Đây là lớp đục bê tông này.
bê tông này. Đây là lớp khoan gỗ này. Số 10 450k. Điều tốc đây. $450k bao cước phí vận chuyển. Số 11. Cũng là một con khoan bê tông 3 chức năng. Có điều tốc, không có đảo chiều. Đây là lớp đục bê tông. Đây là lớp khoan bê tông. Đây là lớp khoan gỗ. Chiều tốc đây. Số 11 450k bao cước phí vận chuyển. Số 12. Cũng là một con khoan bê tông 3 chức năng. Tất cả là máy khoan là của Boss hết các bác nhé. Ngoại trừ một con trắng trắng thôi là không phải Boss đâu. Còn cái Boss dòng này nó là tem dán nên là có con là nó bong rồi. Đấy, ví dụ như này là nó bong rồi. Còn này nó bong mất tem này. Dòng này nó là tem dán. Nó không phải là tem nổ. Số 12 470k. Lớp đục bê tông này. Đây là khoan bê tông này. Đây là khoan gỗ này. Đây là điều tốc này. Số 12 470k bao cước phí vận chuyển. Số 13. Con bê tông 3 chức năng. Con này bọc bót nhưng mà mất tem rồi nhé các bạn nhé. Đục bê tông này. Đây là khoan bê tông này. Bốc khói luôn. Khoan cháy cả gỗ. Đây là khoan gỗ này. Con này nó đang cái này nó đang bị trượt nắp khoan gỗ. Bác nào lấy thì em sẽ xử lý ok nhé. 450k bao cước phí vận chuyển. Cái này là nó dính sơn. Dính sơn nha các bác nhé. Dính sơn. Đó, cậy phát hết luôn.
số 15 là một con khoan đục hai chức năng. Con này là của FEG các bác nhé. Đây là khoan bê tông này. Đây là đục bê tông này. Hai chức năng hoạt động ok. Số 15 là 550k. Bao luôn cước phí vận chuyển. Con này rất nặng này. 5 cân. Số 15 trước. Đây. Bây giờ mới đến số 14. Đã làm số 15 rồi. Rồi các bạn cứ báo đúng số là được. Em bị lộn. Con này là số 14 này. Là con khoan bê tông ba chức năng nhé. Con này ba chức năng, nó thêm chức năng khoan gỗ nữa. Đây là lớp khoan bê tông này. Đây là lớp khoan gỗ này. Khoan bê tông là các bác chỉnh ở đây nhé. Đây là đục bê tông này. Số 14 này 600k. Con này ba chức năng các bác nhé. 600k bao cước phí vận chuyển. Số 16 là em có một con đục bê tông 30 ly thương hiệu là cỏ Etop. Còn tương đối đẹp nhé. Đây là màu sơn của nó. Màu sơn nhũ bạc. $300k các bác nhé. Em bán này bằng 1/3 tiền của con mới. Các bác về đi chiến công trình thoải mái luôn. Em bao điện, bao hơi cho các bác. Quánh kẹt cái ten luôn. Cho hai người thay ca nhau đánh luôn. 1.300k. Các bác check thử máy mới cho em xem nó bao nhiêu tiền. Etop. Hãng Etop các bác nhé. Đây. Đó. 1.300k bao luôn cước phí vận chuyển. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Em đang về rất nhiều có loại đầu khoan này các bác nhé. Rất nhiều đầu máy khoan của Nhật. Các bác dùng thì liên hệ với em. Chỉ mấy chục nghìn một cái thôi. Đầu của Nhật xịn luôn. Các bác thích lấy cả cái đầu này em cũng có luôn. Lắp đúng như thế này cho các bác. Đó. Cả mở như thế này. Như thế này là em bán 100.000. 100.000 các bác nhé. Và một cái chân này là mở ra cả đầu 100.000. Đầu này trơn tru hoàn hảo luôn. Các bác dùng những cái đầu của Nhật này thì bao phê luôn.
còn đầu này cộng với một cái chân này, đầu này với một cái chân này nhé, là 100.000. Đầu này thì không có mở, nhưng cái đầu này nó phát hơn. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn các bác. Bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0326 106 122. Cảm ơn tất cả các bác.